vỗ tay lên nào. Các chân mời mọi người vỗ tay ạ. Dạ. Làng Pha Tinh mà xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng máu tâm, hãy nâng lần hạt mình. Và có thời gian để con quay lại đây lần nữa. Dạ con trai con đây ạ. Con lên đây con. Chào các bà đi con. Uni, con đây con. Dạ rất là quậy, quậy lắm chịu không nổi. Vâng ạ, con xin được gửi lời chào tới các dì với lại các bà, các cô có đây, có mặt ở đây. Và con xin được phép con ra về ạ.
và đi xin được chúc cho tất cả mọi người buổi tối ngày hôm nay thật là vui ạ. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn thầy Thánh Nhân. Chúa ban cho cô.